Chào mừng các bạn đến với tin nóng bóng đá trên kênh Fan Bóng Đá Soco Live. Video mang đến những diễn biến nổi bật của làng Túc Cầu trong 24 giờ qua. Không để các bạn phải đợi lâu nữa, chúng ta cùng đi vào chi tiết của video ngày hôm nay. MU muốn có Modric ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông 2024. Luka Modric đã không còn quan trọng với Real Madrid nữa, đặc biệt từ khi giúp Bellingham gia nhập Bernabeu và đội bóng hàng gia Tây Ban Nha chuyển sang đá sơ đồ 4-3-1-2. Ngôi sao người Croatia càng thất thế. Đến nay, tiền vệ 38 tuổi này mới được huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho ra sân thi đấu 391 phút ở mùa giải 23-24. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Modric đã úp mờ khả năng sẽ rời Bernabeu trong tháng 1 năm 2024. Tôi không có ý định gây sức ép cho ai hết, chỉ đơn giản là tôi muốn được thường xuyên ra sân thi đấu. Tôi cảm thấy sức khỏe của mình còn tốt, thậm chí vẫn có thể thi đấu với cường độ 3 ngày trên một trận. Không loại trừ khả năng Modric sẽ chia tay Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Hiện tại, Inter Miami đang muốn đưa Modric về để tăng cường tuyến giữa cũng như nâng cấp đội hình chuẩn bị cho cuộc đua tranh trước vô địch MLS ở mùa bóng tới. Tuy nhiên, Modric vẫn có thể lựa chọn ở lại châu Âu khi MU đang nhắm chiêu mộ anh sau khi Casemiro đang chơi không như kỳ vọng ở mùa giải này. Tân binh Mason Mount cũng đang gây thất vọng khá lớn, còn tân binh Amrabat đang phải vá hành lang trái khi mà một loạt cầu thủ ở khu vực này đang chấn thương. Rõ ràng, một mình Bruno Fernandes quán xuyến tuyến giữa là chưa đủ. Tin tốt cho MU là Real Madrid không ngại chia tay Modric nếu anh thực sự muốn rời đi. Điều này giúp cho câu lạc bộ tiết kiệm đáng kể quỹ lương. Nhưng theo El Chiringuito, Modric chưa trả lời đề nghị của MU và còn chờ kết quả của câu lạc bộ sau vòng bảng Champions League. Con trai Ronaldo tỏa sáng trong trận ra mắt màu áo Al-Nassr. Cậu con trai Cristiano Junior của Cristiano Ronaldo đang cho thấy con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh khi có trận ra mắt cho màu áo Al-Nassr. Mới nhất, cậu nhóc 13 tuổi Cristiano Junior đã có trận ra mắt cho màu áo Al-Nassr khi được xếp đá chính trong trận đấu gặp đội U15A Qadisia. Dù không ghi bàn, song Cristiano Junior đã chơi khá tốt, đồng thời góp phần công sức đáng kể vào bàn thắng lợi tưng bừng với tỷ số 6-0 của U15 Al-Nassr. Những hình ảnh về trận đấu đầu tiên của Cristiano Junior trong màu áo U15 Al-Nassr được chia sẻ tới tấp, cùng những bình luận rôm rả trên mạng xã hội về việc Ronaldo có quý tử nối nghiệp giày đinh áo số. Trước khi ký hợp đồng với đội U15 Al-Nassr, Cristiano Junior từng theo tập tại đội trẻ Real Madrid, Juventus và MU, khi theo chân ông bố nổi tiếng đến thi đấu trong màu áo những câu lạc bộ này. Hai câu lạc bộ Saudi Arabia sẵn sàng trả lương 50 triệu euro trên một năm cho Mourinho. Tương lai của huấn luyện viên nổi tiếng người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo người hâm mộ. Hợp đồng của Mourinho với Roma sẽ đạn vào cuối mùa giải năm nay. Đáng nói, truyền thông Italia khẳng định huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẽ không gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Olympico. Trên thực tế, người đặc biệt cũng được cho là sẽ thay thế Carlo Ancelotti tại Real Madrid. Huấn luyện viên Ancelotti dự kiến sẽ chia tay Real vào cuối mùa để chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Brazil. Trong số những ứng cử viên có thể thay thế cho Ancelotti, huấn luyện viên Mourinho chính là cái tên được ban lãnh đạo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chú ý nhất. Điểm nổi bật của Mourinho là ông hiểu rất rõ về Real. Lý do là bởi huấn luyện viên Mourinho từng dẫn dắt kền trắng trong 3 mùa trước khi lần lượt chuyển sang Chelsea, MU, Tottenham và bây giờ là Roma. Về phía mình, Mourinho gần đây đã thừa nhận một ngày nào đó ông sẽ huấn luyện ở Saudi Arabia. Tôi không biết là khi nào, nhưng tôi khá chắc chắn đó là điều mà tôi chắc chắn sẽ làm. Tôi đang tập trung vào Roma và tôi sẽ cống hiến hết mình cho đến ngày cuối cùng ở đây. Không ai biết trước được tương lai, nhưng tôi tin chắc một ngày nào đó tôi sẽ làm huấn luyện viên ở Saudi Arabia. Mourinho chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, theo tờ Corriere dello Sport, hai câu lạc bộ Al Ahly và Al Ittihad tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia đang đẩy mạnh việc lôi kéo ông thầy cá tính mạnh này. Đặc biệt là cả hai câu lạc bộ đều sẵn sàng trả mức lương 50 triệu euro mỗi năm cho Mourinho. Vấn đề còn lại giờ đây tùy thuộc vào Mourinho. Messi lập kỷ lục lương của bóng đá Mỹ. Lương của Lionel Messi cao hơn lương của toàn bộ đồng đội tại Inter Miami cộng lại. Theo bảng lương mùa 2023 được Hiệp hội Cầu thủ MLS công bố, Messi đứng đầu với 20,4 triệu đô la Mỹ mỗi năm, đồng thời lập kỷ lục lương của giải đấu. Mức này chiếm hơn 50% trong tổng lương 39,419 triệu đô của Inter Miami. Hồi tháng 7, đồng chủ tịch Inter Miami George Mas tiết lộ, ngoài lương, Messi còn hưởng một phần doanh thu của kênh Apple TV. Theo đó, tổng thu nhập của tiền đạo 36 tuổi và khoảng 60 triệu. Mùa 2023, Inter Miami xếp áp chót bảng miền đông MLS. Họ không giành được vé chơi playoff tranh chức vô địch như mùa trước. Messi tiếc vì không giành vé đá giai đoạn playoff của MLS. Anh chỉ ra nguyên nhân câu lạc bộ gặp nhiều chấn thương, trong đó có anh, và lịch thi đấu 3 ngày một trận hồi tháng 8. Tuy nhiên, sau chiến thắng tại League Cup, Messi vẫn lạc quan về tương lai của câu lạc bộ.
Khi được hỏi về tin đồn trở lại châu Âu theo hợp đồng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Messi trả lời: "Không, tôi sẽ tận hưởng kỳ nghỉ ở Argentina. Lần đầu tiên tôi có nhiều ngày nghỉ hơn vào tháng 12. Vào tháng 1, tôi sẽ trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới. Chúng tôi sẽ chọn bắt đầu lại và chuẩn bị tốt nhất có thể như mọi khi." Real Madrid chọn Julian Alvarez phòng Mbappe quay xe. Mục tiêu chuyển nhượng chính của Real Madrid vẫn là Kylian Mbappe, nhưng để đề phòng ngôi sao người Pháp quay xe, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang nhắm đến nhà vô địch World Cup 2022, Julian Alvarez. Alvarez là nhà vô địch thế giới cùng đội tuyển Argentina tại Qatar cuối năm 2022 và anh đang được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thập kỷ hiện tại. Có thể vì lý do này mà Man City đã không ngần ngại chiêu mộ cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2022 với giá chỉ hơn 21 triệu euro. Mùa trước thì Alvarez sống dưới cái bóng của Erling Haaland khi vào sân thay người trong nhiều trận đấu của đội Man City giành cú ăn ba lịch sử. Cầu thủ người Argentina đã ra sân tổng cộng 49 trận, ghi được 17 bàn thắng nhưng không đá chính nhiều trong số đó. Mùa này, vai trò của Alvarez đã được nâng cao rất nhiều khi anh có tổng cộng 13 trận ra sân, ghi được 6 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo. Theo nhiều nguồn tin, Alvarez có điều khoản chấm dứt hợp đồng và con số này không quá cao. Cụ thể, cho bản hợp đồng của cầu thủ người Argentina với Man City có điều khoản ra đi trị giá 50 triệu euro. Vì lý do này, Real Madrid coi đây là cơ hội để thuyết phục ngôi sao người Argentina gia nhập sân Bernabeu nhằm đề phòng vụ chiêu mộ Mbappe tiếp tục thất bại. Tuy nhiên, sẽ không dễ để đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chiêu mộ được Alvarez bởi Man City sẽ không chấp nhận để mất viên ngọc quý của mình. Ngoài ra thì nhà vô địch World Cup 2022 cũng đang là mục tiêu theo đuổi của Barca, đội tìm người thay thế vị trí của lão tướng Robert Lewandowski. Như đã biết, Real Madrid luôn coi Mbappe là ưu tiên hàng đầu nhằm thay thế vị trí tiền đạo cắm mà người đàn anh đồng hương Karim Benzema để lại. Mbappe sẽ hết hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain vào cuối mùa này và Los Blancos đang nỗ lực thuyết phục nhà vô địch World Cup 2018 gia nhập giải thiên hà của sân Bernabeu. Messi đứng trước nguy cơ bị tước danh hiệu vô địch. TV Alejandro Papu Gomez của Argentina đã bị cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng doping. Vấn đề đặt ra là liệu đội tuyển Argentina và siêu sao Lionel Messi có bị tước chức vô địch World Cup 2022. Gomez đã bị cấm thi đấu vì phát hiện sử dụng chất cấm trong thể thao. Anh được cho là đã uống siro chống nôn của con mình mà không hỏi ý kiến của bác sĩ trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022. Đây là chất bị cấm bởi cơ quan chống doping thế giới WADA. Gomez đã bị kiểm tra vào tháng 11 năm 2022, nhưng sau khi kết quả kiểm tra ban đầu cho kết quả dương tính, các bên đã tạm chưa công bố vội để làm rõ tính minh bạch và chắc chắn từ kết quả kiểm tra. Sau gần một năm, án phạt mới được công bố. Hiện tại đang có những lo ngại về việc liệu Argentina có thể bị tước danh hiệu vô địch World Cup 2022 vì hành động của Gomez hay không. Có một chi tiết đáng chú ý đó là Gomez dù dương tính khi kiểm tra trước World Cup 2022, nhưng khi giải đấu bắt đầu, kết quả kiểm tra chất cấm của cầu thủ này lại toàn âm tính. Việc kiểm tra doping ở World Cup được thực hiện với tất cả các cầu thủ được đăng ký dự giải, nên đến lúc này chưa cầu thủ Argentina nào dính chàm. Nếu cơ quan chống doping phát hiện ra được một cầu thủ Argentina khác dương tính với doping trước World Cup, Argentina sẽ thực sự đối mặt với khả năng bị tước danh hiệu, nhưng ngôi vô địch sẽ bị bỏ trống chứ không chuyển sang đội về nhì Pháp. Về phần của Gomez, anh sẽ bị tước huy chương World Cup giành được với Argentina và Europa League giành được với Sevilla. Cầu thủ này hiện đang thi đấu cho Monza sau khi chia tay Sevilla vào cuối mùa giải trước. Thực tế, chính việc kết quả kiểm tra được công bố chậm là lý do Sevilla rất muốn bán Gomez trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Với việc không có đối tác nào chịu mua Gomez, ban lãnh đạo Sevilla cuối cùng đành chấp nhận giải phóng hợp đồng cho anh. Quyết định trên mở ra cơ hội cho Monza chiêu mộ Gomez mà không mất phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, chỉ sau 2 trận đá cho Monza ở Serie A, Gomez có thể sẽ không được phép tiếp tục cống hiến cho đội bóng mới. Vẫn còn phải xem liệu Gomez có kháng cáo lại phán quyết này hay không. Ở tuổi 35, nếu không thể kháng cáo thành công thì anh chỉ còn cách là giải nghệ.